Trong các ngày 29 tháng 2 đến 2 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 20 đến 22 tháng 1 năm Giáp Thìn, Đại Đức Thích Tâm Huệ, Chư Tăng và Phật tử Chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường Tam Bảo Chùa Bảo Pháp, Chùa Linh Quy Pháp Ấn, Chùa Lâm Pháp và Tịnh Thất ở Đà Lạt. Hôm nay còn có đi cúng dường các chi nhánh của Thầy Tâm Trưởng, của Thượng Tọa Minh Thành, Linh Quy Pháp Ấn, Thầy Tâm Đại và cái tình thất của sư phụ. Đồng thời nước đã phát sinh ra một thanh chùa cầu nguyện Tam Bảo gia hộ trợ chúng con đi được bình an, đồng thời giảm sự tình ý. Ngày 29 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 1 năm Giáp Thìn, đoàn đến chùa Bảo Pháp, thị trấn Madagui, Đạ Hoài, Lâm Đồng do Đại Đức Thích Tâm Trưởng trụ trì để cúng dường tịnh tài tịnh Phật lên ngôi Tam Bảo. Khắp sâu các chúng sanh đều phát lộ để xa lìa những nghiệp còn trọn lên đạo vô thượng. Hôm nay là ngày 21 tháng Giêng Giáp Thìn, nhân dịp đầu xuân, đệ tử chúng con Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp được cùng ban từ thiện hộ niệm, thành tâm buông đón trước Phật tiện tại chùa Bảo Pháp xã Madagui, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, đốt nén hương cúng dường mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, hưởng nguyện hồng ân Tam Bảo thì được quan danh đầu đàn chứng minh gia hộ cho Đại Đức Thích Tâm Trưởng trụ trì chi nhánh được sân khỏe âm an, bát nhã ba khai đạo tâm bất thối, là nguyện cầu Tam Bảo thì được gia hộ cho chùa Bảo Pháp sớm được thành lập ngôi chùa để cho Phật tử địa phương và ngoài tỉnh có dịp đến để lãnh lễ chiêm bái cúng dường và tu học theo đúng chánh pháp. Cầu nguyện Tam Bảo thì được chứng minh gia hộ quê năng công đức này hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh được trọn thành mạnh hộ, giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương, quang minh nhân là hướng Pháp giới cúng dường thập hướng Tam Bảo đề. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Ma Tát các lại chứng minh. Phật ca chúng ta sanh thiền đức tân tâm cường lạc Phật sự viên thành
luôn là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng chúng con trên bước đường tránh ác làm lành, tìm về cội giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ đạo trưởng chùa Hoằng Pháp Chứng Minh. Con kính bạch đại đức Thích Tuấn Huệ, trưởng ban từ thiện, trưởng ban hộ niệm, cũng là trưởng nhóm đạo tràng Vĩnh Chấp tại thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Cần Thơ. Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn, hội đường nhân duyên được tự tôn đức cũng như đạo tràng Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến du xuân thập tự lễ chùa, và chúng con cũng không biết nói gì. Đầu tiên chúng con kính chúc trên đại đức Thích Tuấn Huệ cũng như đạo tràng trong một năm mới thầy luôn những sức khỏe, thân tâm thời an lạc và mọi công tác Phật sự luôn viên thành. Cũng chúc cho toàn thể quý Phật tử đạo tràng luôn luôn được tâm khỏe tâm an, gia đình luôn luôn an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy như đạo tràng cũng đã biết, con về đây năm 2015 là vào tháng 12 và chuẩn bị đón Tết 2015 và đầu 2016. Có cái vật tượng nào cũng đã từng lên đây rồi thì cũng biết, con lúc về đây thì rất là khó khăn và cũng địa hình địa thế cũng rất là khó, nên là tới ngày hôm nay được như vậy thì con cũng rất cảm niệm công đức trên là sư phụ hay là thầy Tâm Huệ. Quý vị cũng đã biết theo con thì thầy Tâm Huệ ở đây á, chúng con không thể nói được mà quý vị cũng phật tử đã từng đi và cũng từng cảm nhận được thầy có tâm rất là hoàn pháp, rất là mạnh. Anh em tuổi trẻ thì con cũng không thể bằng được thầy về đây. Quý vị có biết quý vị chúng ta nhìn lên tượng Phật chưa, quý vị nhìn lên Phật của mình chưa? Thầy Tâm Huệ cũng rất thương từ anh em ở xa, thầy đã phát tâm một bức tượng Bổn Sư. Quý vị nhìn thấy nó đẹp không ạ? Dạ. Phước báo con rất là cảm nhận và tri ân, nhớ ơn những thầy rất là nhiều. Cái thứ hai nữa, quý vị tất cả những xin thầy những Phật tử lên trên núi, chúng ta làm một vòng thì sẽ thấy được cái thất của sư phụ, và thầy cũng phát tâm cho con một cái kiến. Hồi xưa ở đây có trồng cây thì không có đủ nước tưới, không đủ nước sinh hoạt. Thầy cũng đã phát tâm cho chùa Bảo Tháp một cái giếng, cũng là 40 triệu. Con đến nay giờ thì cây cối cũng nhờ nước của quý thầy nên là cây cối rất là tươi, con cố gắng tưới. Như vậy thì và những cái chuyến công tác từ thiện phát quà rồi bốc thuốc cũng là thầy liên hệ được cho đạo tràng Phật tử trên này rất là nhiều. Con cũng không biết nói gì, rất là nhớ ơn và cảm niệm cũng rất những thầy. Tuy thầy lớn tuổi nhưng mà tâm của thầy không phải là tâm nhỏ hẹp, thầy rất độ lượng bao dung tất cả mọi miền đất nước, thầy đều cộng sự không phân biệt. Như vậy thì hồi xuân năm mới con không biết nói gì hơn, mong rằng quý Phật tử trong đạo tràng luôn luôn ủng hộ và hội nghiệp cùng với thầy để cho Phật pháp luôn luôn được xuân minh cho tất cả chúng sanh nhờ nương nhờ công đức của thầy. Quý vị cũng xin mong quý vị sức khỏe nhiều, gia hộ với thầy, đi cùng trên đường với thầy. Một lần nữa con không biết nói gì hơn, kính chúc cho thầy luôn luôn nhiều sức khỏe, mọi công tác được và viên thành.
cũng chúc toàn thể Phật tử có chuyến từ thiện luôn luôn được suôn sẻ và bình an vô sự trên mọi con đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã rồi thầy. Buổi tối, đoàn có thời khóa tu tập cùng quý thầy, quý sư cô và Phật tử chùa Linh Quy Pháp Ấn, tỉnh Lâm Đồng do Thượng tọa Thích Minh Thành trụ trì. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Hãy thân với người lành, hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, biết diệu pháp người hiền, không sầu giữa sầu muộn, không sầu giữa sầu muộn. Hãy thân với người lành, hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, biết diệu pháp người hiền, chói sáng giữa quyến thuộc, chói sáng giữa quyến thuộc. Bố thí hành đúng pháp, bố thí hành đúng pháp, săn sóc các bà con, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm, làm nghiệp không lỗi lầm, là điềm lành tối thượng, là điềm lành tối thượng. Chấm dứt từ bỏ ác, chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu, chế ngự đam mê rượu, trong pháp không phóng dật, trong pháp không phóng dật, là điềm lành tối thượng, là điềm lành tối thượng. Kính lễ và hạ mình, kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe chánh pháp, đúng thời nghe chánh pháp, là điềm lành tối thượng, là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục lời hòa nhã, nhẫn nhục lời hòa nhã, ý kiến các sa môn, ý kiến các sa môn, đúng thời đàm luận pháp, đúng thời đàm luận pháp, là điềm lành tối thượng. Khổ và phạm hạnh, khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, thấy được lý thánh đế,
giác ngộ quả niết bàn, là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, không uế nhiễm an ổn, là điềm lành tối thượng. Làm sự việc như vậy, không chỗ nào thất bại, khắp nơi được an toàn, là điềm lành tối thượng. Sáng ngày 1 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 21 tháng 1 năm Giáp Thìn, đại chúng cùng có thời khóa tu tập tại cổng trời, hòa mình vào không gian yên tĩnh, tập trung vào hơi thở, giải tỏa căng thẳng, tìm lại cân bằng trong cuộc sống. Không còn nữa trong ta. Này tâm ta từ bỏ, lòng tha cái vô thường, lòng sân cái vô thường, ta từ bỏ tham sân. Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm lặng thanh trong sạch, tâm lặng lẽ trong veo, tâm bất động trong ngần, tâm lặng yên trong suốt. Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, rộng
hòa lẫn khắp phương này, là tâm xã của ta, tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương phía sau, đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, hòa lẫn khắp phương này, là tâm xã của ta, là tâm xã của ta, tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên, vô lượng và vô biên. Đẹp quá luôn. Nhà con kính đại chúng quay người trở lại vị trí ban đầu. Đây là phương phía trên, đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, hòa lẫn khắp phương này, là tâm xã của ta, là tâm xã của ta, tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương phía dưới, đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, hòa lẫn khắp phương này, là tâm xã của ta, là tâm xã của ta, tâm xã này rộng lớn, tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên, vô lượng và vô biên. Đây là phương bề ngang, đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, hòa lẫn khắp phương này, là tâm xã của ta, tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Tâm xã này có
cùng khắp thế giới này, tâm xã này tỏ rộng khắp trời đất bao la. Tâm xã này tỏ rộng khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la. Sau khi dùng điểm tâm, đoàn tác bạch cúng dường tịnh tài tịnh vật lên ngôi Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hưởng bái bạch trên thượng tọa Thượng Minh Hà Thành, viện chủ Linh Quy Pháp Ấn và chư tôn đức tăng ni. Hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đệ tử chúng con chư tăng chuồng pháp cùng Phật tử nam nữ, chúng con xin phép được đảnh lễ Tam Bảo xong rồi, một Phật tử đại diện trong đoàn kính dâng lời lập tác bạch cùng trên chư tôn thiền đức tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh, xin cho khói trầm thôn kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Trong pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, quyển làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đệ tử chư tăng chùa pháp hiệp cùng Phật tử nam nữ thành tâm cúng đối trước Phật tiền, đốt nén tâm hương cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo thì từ quan giám đạo tràng, chư
chứng minh gia hộ. Thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành Viện Chủ Linh Quy Pháp Ấn cùng chư Tôn Đức Tăng Ni ở thiền viện được Thế Thọ Tăng Long Đạo Thọ Miên Trường. Chúng sanh vị độ Phật đạo sống viên thành, nguyện đem công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm xa pháp thường chuyển gió hòa mưa thuận đất nước hưng thịnh thế giới hòa bình nhân dân an lạc. Giới hương định hương dự huệ hương giải thoát tri kiến hương. Hoàng hình nhân đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát Tát Đài chứng minh. Đặng Pháp Vương Vô Thường Ba Cõi Chẳng Ai Bằng Thầy Dạy Khắp Trời Cha Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa, trụ trì chùa Pháp Quy Linh Quy Pháp Ấn cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn, đoàn Phật tử thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh có duyên sự đầu thành đảnh lễ dâng lời các bạch. Hôm nay, hàng Phật tử chúng con câu hội về chùa. Trước lễ Phật, sau vấn an sức khỏe, thường tọa được dồi dào để dẫn dắt chúng con được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh. Nhờ công đức giáo hóa của Thầy, chúng con mới biết được đường tà nẻo chắn. Chúng con không bao giờ quên được thâm ân to lớn của Thầy đã tổ chức những khóa tu thiền để mọi tầng lớp từ già đến trẻ được thắng ngộ trong giáo pháp của Phật. Để tỏ lòng tri ân và báo ân, nhân dịp đầu xuân, chúng con đồng tâm hiệp lực sắm săn lễ vật tiện tài cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng cùng hiện tiền thượng tọa.
xin đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, lòng thành kính y như pháp cúng dường, ngưỡng mong thượng tọa từ bi chứng minh và hứa khả cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni chứng minh, kính thưa nhị vị đại đức Thích Tâm Huệ, đại đức Thích Tâm Chuyên, đạo tràng niệm Phật chùa Quang Pháp. Trưa cùng ngày, đoàn tới chùa Lâm Pháp, ấp Đà Sa, xã Liên Hà, Lâm Đồng do Đại Đức Thích Tâm Đại trụ trì. Đoàn tác bạch cúng dường, dân cúng tịnh tài tịnh Phật lên ngôi Tam Bảo. Sau đó, đại chúng cùng chú nguyện phóng sanh tại Phà Diệu Xuân. Nguyện mây hương màu này khắp cùng phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn Pháp các Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn và cả thải thánh hiền, dương khởi đại sáng chói trùng đến vô biên cõi, khắp sông các chúng sanh đều phát lòng bồ đề, xa liền những nghiệp vọng trọn nên đạo vô thượng. Hôm nay là ngày 22 tháng giêng năm Giáp Thìn, đệ tử chư tăng chùa Hoằng Pháp hiệp cùng Phật tử nam nữ thành tâm cùng đối trước đại bổ điện chùa Lâm Pháp, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đốt nén tâm hương cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, hưởng nguyện hồng ân Tam Bảo thì từ quan giám đạo tràng chứng minh gia hộ cho đạo tràng Lâm Pháp phát triển thuận lợi, để Phật tử có trong địa phương và ngoài tỉnh về tu tập đúng chánh pháp, an vui trên bước đường giác ngộ giải thoát. Quen đem công đức này hồi hướng đạo Phật, sáng thêm xa pháp thường chuyển gió hòa mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát giải thoát tri kiến hương, hoàng minh dân đại biên pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát Tát Đàn chứng minh. Dung nhang Phật Nam Tô trăm năm như sức mạnh, công danh như vật nước nổi chìm,
phú quý như dần mây tan hợp. Danh vọng địa vị quyền thế đều không bền vững, chỉ có đạo lành và đức tốt là cao quý hơn hết. Hôm nay nhân dịp đầu xuân, viên làm thọ tụ hàng Phật tử chúng con, con hội về chùa sống xanh, hương đăng hoa quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ, đạo trưởng tổ đình Hoằng Pháp, bái bạch trên đại đức Thích Tông Trường trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính thưa đại đức Thích Tâm Huệ cùng chư tăng quý Phật tử trong đoàn, kính thưa quý vị, thì hôm nay được sự dẫn dắt của đại đức Thích Tâm Huệ chư tăng, quý vị Phật tử đã ghé thăm có lễ vật phẩm vật cúng dường. Lần đầu tiên chúng con xin được tri ân trên sư phụ đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp cũng như là đại đức trưởng đoàn đã thức tử đến đạo tràng Lâm Pháp, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì vừa rồi đã thọ nhận cái lời tác bạc, thì quý thầy sẽ đại diện cho đạo tràng Lâm Pháp xin được tiếp nhận tình tài, tình vật và xin hồi hướng cho trên sư phụ đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp, chư tôn đức chùa Hoằng Pháp, nhất là thầy trưởng đoàn và quý thầy trưởng đoàn cùng quý Phật tử luôn được dồi dào sức khỏe, tinh tấn, an lạc. Theo như truyền thống, mỗi khi mà nhận được cái sự cúng dường thì quý thầy có một cái lời pháp ngắn để hồi hướng lại công đức. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ có bốn hàng người hiện diện ở trên trời. Hàng người thứ nhất là từ tối mà đi ra sáng, hàng người thứ hai từ tối mà đi vào tối, hàng người thứ ba là từ sáng mà đi vào tối, hàng người thứ tư là từ sáng mà đi ra sáng. Đà Phật. Xin chào. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
ra sam ba ra sa lai ba sa ba sam ba ra sa ra o lo o lo ma ra o lo o lo hai ri ta ra ta ra ta. Dạ rồi. À, gửi tặng chú của chùa nha. Rồi quay qua đây. Trong nước còn hai đứa nít nữa kìa. À, hay quá. Quay qua đây. Quay đây này chú ơi, quay đây này. Quay rồi. Rồi. À, có cái sách của chùa nè nha, gửi tặng cho. Không thấy cá đâu cả, ngồi xuống đi. Đâu thấy cá đâu, quay qua đây nè. Bấm đằng sau đi. Trời, như này thấy rõ quá trời luôn nè. Có người đổ về cái thôi. Rồi, được rồi, được rồi. Đó. Hay quá. Thấy rồi, thấy rồi. Ôi, đẹp quá luôn, đẹp tuyệt. Gió nó thổi nó bay nữa, nó đẹp nữa chứ. Tối cùng ngày, đoàn đến Tịnh Thất ở Đà Lạt đảnh lễ và cúng dường tịnh tài tịnh vật lên ngôi Tam Bảo, vấn an sức khỏe Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Đạo trưởng Tông Phong Tổ đình chùa Hoằng Pháp. Hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm 2024, đoàn Phật tử thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh có duyên sự đầu thành lãnh lễ dâng lời tác bạch. Theo phong tục tập quán cổ truyền, ngày đầu xuân là ngày Tết thiêng liêng. Khi giao thừa đến, mọi người đều chỉnh tề trong y phục mới đẹp đến chùa lễ Phật, cầu phước, cầu an, nhận lộc với hy vọng năm mới nhiều may mắn, tốt đẹp. Riêng hàng Phật tử chúng con, câu hỏi về chùa. Trước lễ Phật, sao vấn an sức khỏe Hòa thượng được dồi dào để dẫn dắt chúng con được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh. Nhờ công đức giáo hóa của Thầy, chúng con mới biết được đường tà, nẻo chánh qua những kinh sách được phát tặng miễn phí, rộng rãi khắp mọi miền đất nước. Chúng con không bao giờ quên được thâm ân to lớn của Thầy đã tổ chức những khóa tu Phật thất, khóa tu niệm Phật một ngày, khóa tu sinh viên hướng về Phật Pháp, khóa tu mùa hè, khóa tu thiếu nhi em về bên Phật, để mọi tầng lớp từ già đến trẻ được tắm gội trong giáo pháp của Phật. Với ý chí hoằng pháp lợi sanh, Thầy đã đem chánh pháp truyền bá rộng rãi khắp trong và ngoài nước. Chúng con phát nguyện sẽ noi theo tấm gương của Thầy, nỗ lực tinh tấn tu hành để dẫn dắt chúng sinh và thân bằng quyến thuộc sớm quay về bờ giác. Để tỏ lòng tri ân và báo ân nhân dịp đầu xuân, chúng con đầu tâm hiệp lực sắm sắm lễ vật tịnh tài cúng dường
mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng cùng hiện tiền hòa thượng. Xin đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Lòng thành kính y như pháp cúng dường, ngưỡng mong hòa thượng từ bi chứng minh và hứa khả cho chúng con được ân chiêm công đức. Tất cả chúng ta ở đây đã từng trải qua là những đứa trẻ, những thiếu niên, những thanh niên, bây giờ tới trung niên, ở đây có nhiều người trung niên, rồi như thầy Tâm Huệ rồi thành là lão niên. Rất nhanh người trẻ hóa thành già. Vậy thì loay hoay cái là thấy bạc đầu. Thời gian giống như là cái muốn tàn phá cái thân thể của mình, tàn phá cái dung nhan của mình, tàn phá sức khỏe của mình. Rất nhanh người trẻ hóa thành già, sầu buồn luôn theo cùng tuổi tác. Hồi lúc trẻ chúng ta đâu có lo, đâu có phải suy nghĩ về ăn mặc ở bệnh, đúng không? Trẻ thì có ăn cái chơi thôi. Càng lớn lên thì cái lo của mình nó càng nhiều. Lớn lên bắt đầu lo chồng, lo vợ, lo con, lo tiền, lo sự nghiệp, đủ thứ lo ấy. Sầu muộn luôn theo cùng phụ tác. Sang giàu rốt cuộc chỉ phụ tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, nó cũng chỉ là phù hoa thôi, nó chỉ là giả tạm. Tất cả chúng ta rồi cũng phải buông bỏ. Đức Phật nói đây là con ta, đây là tài sản ta, thân mình còn không có thì lấy gì mà con mình tài sản của mình. Ở đây đâu có ai chết mà đem theo tài sản, có ai chết mà đem theo chồng, đem theo vợ, đem theo con, không có. Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng 1 năm Giáp Thìn, sau khi dùng điểm tâm cùng Hòa Thượng Đạo Trưởng, đại chúng được nghe những dòng sữa Pháp Ban Mai từ Hòa Thượng, lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học giải thoát. Phật Pháp có nghĩa là làm cho Phật Pháp được lan rộng ra. Đúng rồi. Làm bật lên lên dễ. Dạ dạ lên là dễ quá rồi. Nó dốc quá thằng anh. Cái tùng thôi. Làm bật lên lên dễ. Dạ dạ lên. Nó lên cái này. Giờ cũng sợ. Cái mũi đi cẩn thận, bật hơi cao. Bây giờ thì hết sợ rồi, nó có bật. Lên nó dễ nhưng mà xuống.
số nó là trên số té đó. À, số té là khó kéo nó lên trước nó đâu được mà bây giờ nó không sợ rồi, bây giờ có cấp lên về tốt thôi. Cầu sao sao kéo ảo bà. Nói gì đó chứ còn mấy người trẻ thì dạ. À được rồi ạ. Bạn đã nhận biết chưa? Cái đồi đó đó, nó cũng là một cái điểm du lịch. Ôi thoải mái mà, rồi rồi để đi chỉnh chứ. Tạo cảnh thiên nhiên có cây xanh. Con cảm ơn thầy. Cái cỏ này nó đỡ mà nha, nó dặn nó cỏ. Cái chân nha. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.